너 수학 과제 했어? Cậu đã làm bài tập toán chưa? 아니, 나 아직 안 했어. Chưa, tớ chưa làm. 너는 했어? Cậu đã làm chưa? 나도 아직 안 했어. Tớ cũng chưa làm. 오늘 저녁에 할 거야. Tối nay tớ sẽ làm. 방금 국어 과제 했어. Tớ vừa mới làm bài tập ngữ văn. 국어 과제가 더 쉬워. Bài tập ngữ văn dễ hơn. 과제는 또왜 이렇게 많아? Tại sao bài tập lại nhiều như thế này chứ? 오늘 저녁엔 게임 안할 거야. Tối nay tớ sẽ không chơi game nữa. 열심히 공부할 거야. Tớ sẽ học chăm chỉ. Cậu đã làm bài tập toán chưa? Chưa. Tớ chưa làm. Cậu đã làm chưa? Tớ cũng chưa làm. Tối nay tớ sẽ làm. Tớ vừa mới làm bài tập ngữ văn. Bài tập ngữ văn dễ hơn. Tại sao bài tập lại nhiều như thế này chứ? Tối nay tớ sẽ không chơi game nữa. Tớ sẽ học chăm chỉ.여보세요? 지영이니? Alo, Dương à. 응, 나야. Ừ, tớ đây. 너 근무 중이야? Cậu có đang làm việc không? 아니, 방금 퇴근했어. Không, tớ vừa mới tan làm rồi.무슨 일 있어? Có chuyện gì thế? 내일 마이랑 영화 보러 갈 건데. Ngày mai tớ và Mai sẽ đi xem phim. 같이 갈래? Cậu có đi không? 나못 가. Không được rồi. 내일 늦게 퇴근할 거야. Ngày mai tớ sẽ tan làm muộn. 그래? 아쉽네.
Vậy sao? Tiếc quá. Alo, Dương à? Ừ, tớ đây. Cậu có đang làm việc không? Không, tớ vừa mới tan làm rồi. Có chuyện gì thế? Ngày mai, tớ và Mai sẽ đi xem phim. Cậu có đi không? Không được rồi. Ngày mai tớ sẽ tan làm muộn. Vậy sao? Tiếc quá.